Đầu tiên, có lẽ tôi cần nói rõ hơn về khái niệm nguyên tắc. Ở bài này, tôi tạm chia chúng làm hai dạng: nguyên tắc tự nhiên và nguyên tắc nhân tạo. Với nguyên tắc tự nhiên, nó chính là các định luật vật lý mang tính phổ quát không ngoại lệ. Dù bạn có tin vào định luật vạn vật hấp dẫn hay không, thì mọi vật vẫn cứ rơi. Và biểu hiện bất tuân nó bằng cách thả mình từ tháp Eiffel mà nghĩ rồi mình sẽ được bay lơ lửng trên sông Sen sẽ chỉ khiến bạn rước họa vào thân. Điều này thì không tranh cãi. Nhưng với nguyên tắc nhân tạo là chủ đề của bài viết này thì hoàn toàn khác. Tôi sẽ chỉ nói về những nguyên tắc hết sức đời thường và sát sao với cuộc sống. Hiển nhiên với nguyên tắc nhân tạo thì cá nhân nào không tuân thủ chắc chắn không bị tan xác rồi, và nó cũng chả ảnh hưởng đến ai. Thế nhưng tại sao vẫn có nhiều ý kiến chê bai và dè bỉu đến như vậy? Là người trẻ, hẳn giày tây, quần âu, bít tất không còn lạ gì với chúng ta. Thậm chí nó còn là trang phục đi làm hàng ngày của nhiều người. Bạn hãy vào Google cụm từ giày đen tất trắng ngay bây giờ để tìm được ảnh minh họa. Chỉ cần 3 kết quả đầu tiên, không khó để tìm những thứ như là thật kinh khủng, thảm họa, quê mùa cực độ. Dừng lại ngay. Cùng với nhiều bài share ngụ ý mỉa mai, chê bôi làm những ai phối giày đen tất trắng phải nhột. Cái quái gì đây? Không khí này khiến tôi nghĩ về thời Trung Cổ, khi các đám đông đòi thiêu sống một người vì nghĩ rằng họ là phù thủy, chỉ bởi vì người đó dám làm thí nghiệm tai ương. Axit sulfuric cộng với cả bari chlorua thì kết tủa. Sẽ có nhiều người bảo rằng tất trắng sẽ làm mất sự liền mạch của giày đen và quần, hoặc tất trắng sẽ thu hút chú ý của người đối diện xuống chân thay vì mặt, hoặc làm chân dài hơn. Tôi hiểu, trước khi phá vỡ nguyên tắc, ta cần phải hiểu nó trước. Nhưng tại sao giày và quần lại cần phải liên mạch? Tại sao thu hút sự chú ý xuống chân lại là cấm kỵ? Tại sao cứ phải chân dài mới được? Câu trả lời để cho đẹp là sai trong tất cả các trường hợp, vì cảm quan về cái đẹp của mỗi người là khác nhau. Thậm chí tôi có thể nói rằng tất trắng không thu hút nổi sự chú ý của tôi, hoặc chân tôi trông không dài khi liên mạch nữa. Vậy cuộc tranh luận sẽ đi đến đâu? Còn với tôi, cuộc tranh luận là không cần và không thể xảy ra, bởi vì nó thuộc vào cảm tính cá nhân, không có logic gì ở đây để mà phân định. Không chỉ về phối thời trang, chúng ta có thể gặp nhiều định kiến như vậy. Thiết kế phông chữ cấm kỵ dùng Comic Sans, hay CV tối kỵ dùng Times New Roman, vân vân. Tôi muốn hỏi tại sao là phải đặt nhiều quy ước mệt mỏi như vậy? Tôn trọng khác biệt và tôn trọng sở thích cá nhân ở đâu? Khi xã hội càng tiệm cận văn minh thì mỗi người có thể tự do làm theo sở thích, miễn đừng phương hại đến ai là được chứ. Với những bạn share về giày biểu người khác, tuân theo một nguyên tắc hay chủ nghĩa nào đó không làm các bạn cao quý hơn. Thậm chí các bạn đã đánh mất mình khi tuân thủ cái gì đó vô điều kiện. Cuối cùng, tôi không muốn cổ suý quan điểm coi sở thích của mình là trên hết. Tôi chỉ muốn nói rằng mỗi cá thể đều khác nhau, nên đừng áp đặt quan điểm của một hay nhiều cá thể, cũng như dùng nó để dè bỉu người khác. Mỗi khi nhận biết được điều đó, bạn sẽ thấy trân trọng bản thân mình hơn. Nếu các bạn thích video này, hãy bấm like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!